Tiếp theo chương trình thời sự xin được giới thiệu về nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử và kinh tế Nguyễn Xuân Tuấn, người sáng lập Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Chủ tịch Liên minh Kinh tế Quốc gia, tác giả của những cuốn sách Kẻ thù vô hình, Làm giàu muôn đời, Hậu Covid-19, chủ dự án chiến lược lâu dài, kế sách bền vững sống chung với Covid-19 đã dự đoán chính xác ngày đại dịch Covid-19 sẽ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào tháng 5 năm nay. Cách đây khoảng 1 năm rưỡi, ngày 12 tháng 12 năm 2021, trong buổi ra mắt cuốn sách Kẻ thù vô hình Covid-19, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn đã dự đoán đại dịch Covid-19 sẽ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Thật kỳ diệu, đúng ngày 4 tháng 5 năm 2023, tại cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về Covid-19, Giám đốc WHO, ông Tedros đã chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Với tư cách là một người cầm bút cùng với anh Nguyễn Xuân Tuấn, quê Hưng Yên, thì tôi rất là trân trọng cái sức lao động của anh Nguyễn Xuân Tuấn. Và khi mà anh Nguyễn Xuân Tuấn cho rằng đại dịch đến cái thời gian vừa qua là chấm dứt, mà anh dự đoán đến chính xác từng ngày, thì đó là một trong những cái ấn tượng rất lớn của tôi với Nguyễn Xuân Tuấn. Và tôi cho rằng đây cũng là một cái mẫn cảm của nhà văn. Nhưng mẫn cảm để có được thì anh phải lao động, anh phải tư duy, và đặc biệt anh phải phân tích trên những cái nguồn dữ liệu mang tính khoa học. Thì với cái sự nắm bắt đó thì anh đưa ra cái nhận định là chính xác. Trao đổi với chúng tôi, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, tại thời điểm tôi phát biểu, đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào năm 2023. Mọi người đều nghi ngờ sự tiên đoán này, vì đầu năm 2022 mọi thứ vẫn chưa được bình thường mới. Nhưng tôi vẫn khẳng định với tất cả mọi người rằng đại dịch Covid-19 sẽ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu năm 2023. Bằng linh cảm, bằng kiến thức nghiên cứu về các nguyên lý khoa học, tôi vẫn khẳng định rằng là đại dịch Covid kết thúc vào năm 2023. Những cái nhiệt huyết và những cái cố gắng của tôi và những đồng nghiệp cùng nhau nghiên cứu về sự phát triển kinh tế sau đại dịch và trước đại dịch, phải chăng cái công lao, những cái cố gắng đấy được thiên nhiên trả ơn hoặc một cái gì đấy mà không cắt nghĩa được. Xin được nói thêm, trong cuốn sách Kẻ thù vô hình Covid-19, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn đã dự đoán sẽ còn có những kẻ thù vô hình phi truyền thống khác trong tương lai và đã đưa ra những kế sách, chiến lược để con người sống chung với đại dịch. Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn quê ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, người con của quê hương Hưng Yên.